Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1109 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1108 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoa Ly, bạn Bát Nhã và bạn Nguyễn Thị Phương Loan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á quê ở An Giang, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của bạn đã chứng kiến, đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Thì ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước hai câu chuyện, còn những tập sau thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện mà bạn đã gửi cuối cùng ha. Thì do là chuyện của bạn cũng dài á, cho nên đó là Thi sẽ chia ra các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là chuyện do chú Tư của bạn á là đã kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2014. Thì bạn kể rằng chú Tư của bạn á là có cái máy cắt lúa, cho nên nó là cứ mỗi một năm tới vụ lúa thu hoạch á là bà con dòng họ hay là hàng xóm láng giềng, người nào mà có ruộng á các bạn là sẽ kêu chú Tư để mà chú Tư đem máy xuống dưới đó để cắt lúa cho người ta. Thì mỗi năm á là năm nào chú Tư cũng đi cắt lúa cho nhà bà Út của bạn. Thì nhà của bà Út á là bà không có ở nha, bà ở cái chỗ khác. Thì có một cái căn nhà cấp 4, bình thường khi mà chú Tư đi cắt lúa là chú Tư sẽ xuống cái căn nhà cấp 4 đó để mà ở cùng với lại hai chú nữa. Thì chú Tư kể rằng á là năm nào cũng xuống đây ở. Cái nhà này á thì mọi năm, quanh năm suốt tháng là không ai ở hết, chỉ có chú Tư ở khi mà có vụ lúa thôi. Nhưng mà chú Tư với lại hai chú kia hoàn toàn không có thấy gì cả, mặc dầu nhà cũ nha. Mà ngặt nổi cái căn nhà này á thì nó lại cách cái mặt đường lộ á các bạn tầm khoảng chừng 4-5 mét mà thôi. Chú Tư kể rằng cái ngày hôm đó là ngay cái ngày rằm tháng 7 âm lịch năm 2014 luôn. Khi mà mọi người đang ở trong nhà đó thì tự nhiên á là nghe cái tiếng két thắng xe rất là lớn. Cho nên nó là mọi người mới giật mình, chú ha với lại những người dân xung quanh á là người ta mới chạy ra. Thì thấy đó là một vụ tai nạn, mà vụ tai nạn này rất là nghiêm trọng, có người tử vong tại chỗ luôn. Thì chiếc xe chở lúa mà xe dạng lớn các bạn, xe tải á là nó đã đụng vô hai mẹ con. Người con trai á thì bị gãy chân, người dân người ta đưa đi cấp cứu, còn người mẹ là tử vong tại chỗ, do là chiếc xe tải này nó cán ngang bụng người mẹ là tanh bành té bẹ dẹp lép luôn các bạn, máu me rất là nhiều. Thì lúc này á là người dân người ta cũng gọi công an xuống ha. Khi mà công an xuống á thì cũng đưa những người có liên quan lên cơ quan để mà điều tra. Thì lên đó là có một chú, cái chú này á thì mình tạm gọi là chú Tê đi. Chú Tê này á là nhà gần với lại nhà của bà nội của bạn luôn. Chú Tê này khai rằng á là chú đi chở gừng mướn cho người ta. Thì xe của chú là có hai cái cần xé hai bên, mà mỗi một cái cần xé như vậy là sẽ để được 50 kg gừng. Hai bên đó là để 100 kg gừng ha. Thì lúc mà chú đang chạy bình thường vậy đó thì chú thấy hai mẹ con này á là vượt chạy lên các bạn, chạy rất là nhanh. Chú nhìn qua chú thấy người con trai chạy lên nhanh dữ lắm. Thì cái lúc mà anh con trai này chạy lên á thì cái chân của người mẹ ngồi sau đã bá vô trong cái cần xé gừng của chú.
Và lúc đó thì do là cái anh này chạy nhanh mà các bạn, cho nên không có xử lý kịp á, là đã té xuống. Khi mà té xuống á, thì xe tải nó trờ lên, nó không có xử lý, nó không có thắng kịp, cho nên nó là đã cán trúng hai mẹ con này. Thì tai nạn xảy ra là như vậy. Thì sau đó là công an người ta cũng điều tra kỹ càng ha, thì thấy rằng á, là cái chú tê chở gừng với lại cái anh lái xe tải á, là không có lỗi. Cho nên nó là công an người ta chỉ phạt hành chính rồi cho về mà thôi. Còn cái anh con trai kia thì bị gãy chân thôi, ngoài ra là không có bị gì hết. Còn riêng về mẹ của ảnh là tử vong tại chỗ, cho nên nó là người nhà của họ đó là đã xuống để mà đem xác về an táng. Thì sau cái chuyện đó chú Tư kể rằng nha, trời ơi, do là máu rất là nhiều, cho nên nó là cứ mỗi mà buổi trưa trời nắng nó hực lên á, thì nó rất là tanh hôi cái mùi máu nha. Chú Tư nói là do nhà cách mặt đường có 4-5 mét nè, cho nên nó là khi mà nghe một cái là nó tanh đến nỗi mà chú hả là muốn ói luôn vậy đó. Thì sau đó cũng không có chuyện gì, nhưng mà trôi qua khoảng 2 tuần sau á, là bắt đầu những người dân khu đó ha, cứ mỗi tối là đều nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng kêu của một người đàn bà kêu rằng á là mở cửa cho tôi. Cô chú ơi, tôi đói lắm, tôi khát lắm cô chú ơi, cô chú cho tôi ăn, cho tôi uống với cô chú ơi. Mà ta nói là cái bà này đi gõ cửa từng nhà khu vực đó luôn. Thì lúc mà ban đầu người ta nghe đó là người ta cũng không biết là ai, cho nên nó là người dân cũng ra để mà mở cửa. Nhưng khi mà ra mở thì hoàn toàn không thấy ai cả. Cho nên nó là người ta cũng đi vô thì từ nhà này tới nhà khác, nhà nào cũng bị hết. Là chú Tư của bạn kể vậy ha. Thì có một ông này á, là ổng chạy xe ôm các bạn. Thì bình thường á, là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng là ổng sẽ từ nhà để mà chạy ra chợ, rồi coi có chở hàng gì cho người ta không đó. Thì cái ông xe ôm này ổng kể rằng á, là cái hôm đó ổng đi cũng tầm khoảng chừng 3 giờ mấy sáng ha. Khi mà đang chạy vậy đó, cái tự nhiên á, là ổng thấy có một người, mà cái người này đứng sát bên vệ đường luôn, và người này ngoắt xe. Thì lúc đó là ổng cứ nghĩ rằng là ai đi ra chợ không à, cho nên nó là ổng mới tấp xe vô, ổng mới hỏi rằng là chị ra chợ hả, chị ra chợ hả, chị lên đi á, tôi chở hả, là chị mở hàng cho tôi. Thì cái người đó là lắc đầu các bạn, ý là không phải là ra chợ đó. Thì cái ông xe ôm nào mới hỏi rằng là ủa vậy chứ chị không ra chợ, chị kêu tôi làm gì. Thì cái bà này á, là bà mới hỏi, mà lúc đó nha, là cái ông xe ôm nói rằng nhìn thấy bà cũng bình thường, giống như là người bình thường vậy, nhìn từ trên xuống dưới thì chỉ thấy bả là bả xả tóc thôi, còn ngoài ra là thấy bả không có mang dép, bả đi chân không, chân là vẫn chạm đất bình thường luôn. Thì lúc đó là ổng mới hỏi rằng là ủa chị không đi ra chợ vậy, chị kêu tôi làm gì, tôi chạy xe ôm, chị có đi ra chợ thì chị leo lên xe đi rồi tôi chở chị ra ngoài chợ. Thì lúc này cái bà này bả lắc đầu, xong cái bả mới ngước lên, bả mới nói rằng là chú ơi, chú biết là con tôi đâu không? Chú biết con tôi đâu không? Con tôi hả? Tự nhiên là nó chở tôi tới đây, cái nó bỏ tôi ở đây à, rồi nó đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ tôi không có nhớ nhà tôi đâu tôi cũng không biết nữa. Chú ơi, chú làm ơn, chú kêu con tôi, chú gọi cho con tôi rước tôi về. Đó là bà này bà mới nói vậy. Thì khi mà cái ông xe ôm đã nghe vậy á, thì ổng mới hỏi rằng là ủa nhưng mà nhà chị ở đâu chị không nhớ hả? Chị ráng nhớ đi rồi tôi chở chị về nhà, mà con chị tên là gì? Đó là ông sao mới hỏi vậy ha. Thì bà này mới trả lời mà cái giọng khẩn thiết nghe tội nghiệp lắm các bạn, nói rằng là con tôi á tên là Tân, nó chở tôi đi chùa, xong cái tự nhiên tới đây cái nó bỏ tôi à, nó bỏ tôi đây, giờ tôi không nhớ đường về nhà nữa, chú ơi chú làm ơn chú kiếm con trai tôi giùm. Thì lúc đó đó là chú xe ơi mới nghĩ lại, nhớ coi mình có quen thằng nào tên Tân hay không. Ủa, cái chú nói rằng chú không có nhớ người nào mà bạn tên Tân cả, cho nên đó là chú mới nói rằng là tôi không có biết ai tên Tân hết trơn á. Xong cái thấy bà này khẩn thiết quá, cho nên cái ông xe ôm ổng lại nghĩ rằng là trời, không lẽ mình gặp bà khùng hả trời, chắc mình gặp bà khùng quá. Cái chú mới nói thôi tôi không có biết con của chị, tôi không có biết ai tên Tân hết trơn á, là thôi chị để chị đứng đây đi, rồi chị hỏi người khác đi để tôi đi ra chợ à. Thì lúc này á là cái bà này bà lại ngước lên trở lại và bà nói vậy nè, vậy hả chú, nếu vậy thì tôi cảm ơn chú nha.
nói vậy đó. Vậy hả chú? Nếu vậy thì tôi cảm ơn chú nha. Cái bà ngước lên một cái mà cái ông xe ôm này ông thấy một cái, ông xỉu cái đùng tại chỗ luôn các bạn. Nằm đó cho tới cái lúc mà gần sáng á, có người đi ngang thì người ta thấy ông xỉu, cho nên là người ta mới gọi ông dậy. Khi mà gọi ông dậy á, là ông chưa có hoàn hồn đâu. Sau một hồi á, là ông mới nhớ là cái chuyện đó. Thì ông mới nói rằng là trời ơi trời, có cái bà đó vậy đó. Ông mới kể lại ha, là bà đó bà hả nói là bà kiếm con bà tên Tân. Rồi hả tôi hỏi ở đâu á, thì bà nói bà không nhớ nhà. Rồi tôi cũng không biết con bà, cái cuối cùng tôi tính đi, cái bà nói hả tôi cảm ơn nha, không biết hả cảm ơn nha. Cái tôi nhìn bà một cái nha, là mặt mày của bà máu me không, mà nhất là từ cái phần bụng, từ cái phần ngực trở xuống bụng á, là dẹp lép luôn các bạn, lòi gan lòi ruột ra ngoài, mà ta nói hả nhiễu máu tỏn 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 vậy đó. Trời ơi, khi mà thấy cảnh tượng đó là cái ông xe ôm này ổng ngất xỉu tại chỗ. Khi mà nghe mọi người nghe vậy, cái mọi người mới nói rằng đó là trời ơi, vậy là ông gặp cái bà đó rồi, ông không nhớ cái bà mà bị tai nạn xe chở lúa đụng bả hả, ông nhớ không, cách đây gần tháng trước đó, nhớ không, nhớ không? Thì khi mà mọi người nhắc á, là cái chú xe ôm này mới nhớ, tại vì chú ra thì chú cũng nghe người này người kia kể lại. Thì ngồi cho hả tĩnh tâm lại một hồi á, thì chú xe ôm này cũng chạy về nhà luôn, coi như là bữa đó là không có chạy xe các bạn. Thì đó là chuyện về chú xe ôm gặp ha. Còn về chú Tư của bạn thì chú Tư của bạn gặp đỡ hơn. Chú Tư của bạn kể rằng là đêm hôm đó chú Tư đang ngủ, xong cái chú Tư giật mình thức dậy, do là mắc toilet quá cho nên là chú Tư mới đi ra ngoài để mà đi toilet. Thì cái nhà của bà Út á, là cái phần toilet là nó nằm ở phía sau nhà, có nghĩa là mình phải mở cửa rồi mình đi ra phía sau để mà đi tiểu. Nhưng mà do chú Tư làm biếng cho nên đó là chú Tư mới đi lại đằng cái cửa chính, cửa trước gần hơn. Thì chú Tư mới ra ngoài hàng ba, chú Tư mới đứng tiểu ngoài đó. Thì khi mà đi ra ngoài đứng tiểu là do cái nhà này chỉ cách mặt đường chừng 4 mét mấy 5 mét thôi, cho nên khi mà nhìn ra một cái ở ngoài có cây tràm các bạn, thì chú Tư đã thấy rõ ràng bà đó đó là bà đang đu ở trên cây tràm đó nha. Mà hai cái chân của bà đó là đu lên, móc lên trên cái cành cây, còn cái đầu của bà thì chúc xuống. Mà chú nói rằng trời ơi máu nó chảy hả là hả nhiễu tỏn 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 vậy đó. Chú nhìn thấy rõ ràng cho nên nó là coi như chú nín tiểu luôn, không có còn hả là tiểu được nữa. Cái chú đi vô mà ta nói hả là sợ đến nỗi mà không có đi ra ngoài sau để mà đi tiểu luôn. Thì đó là chú Tư nhìn thấy mà cũng đỡ hơn so với lại cái ông xe ôm. Rồi xong rồi từng người nhìn thấy, rồi người qua đường cũng bị nhát nữa các bạn. Cho tới cái lần đó đó ha, là lúc đó là gần tới ngày 13 tháng 8 âm lịch, là sau một tháng bà đã mất đó. Thì cái bữa đó là mùng 10 tháng 8. Thì hôm đó đó là cái bà Bảy này thì ở gần ngay chỗ chú Tư đang ở luôn. Thì bà Bảy này bà chuyên môn bán cà phê với lại bán đồ ăn sáng vào buổi sáng á các bạn. Cho nên đó là bình thường sáng á là bả dậy rất là sớm. Thì bả cũng nghe có rất là nhiều người kể về cái bà đó là quấy phá rồi gõ cửa từng nhà, nhưng mà riêng bà Bảy này thì chưa có bị. Thì cái ngày hôm đó đó là bả cũng thức sớm giống như là mọi thường mà thôi, tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng là lo thức để mà nấu, rồi chuẩn bị nấu nước pha cà phê này nọ ha. Thì trong cái lúc mà đang đứng nấu đồ, đang nấu nước lèo á các bạn, thì bà mới nghe tiếng kêu. Mà tiếng kêu này á là của một người đàn bà kêu rằng á là chị ơi chị nấu gì vậy, chị nấu gì vậy, chị ơi chị cho em ăn miếng với, chị ơi em đói quá chị ơi, em khát quá chị ơi, em lang thang em đói em khát dữ lắm. Thì khi mà bà Bảy bà nghe cái bà mới ngước lên bà nhìn. Mà cái lúc ngước lên nhìn á thì bà không thấy ai hết trơn á. Bà không thấy ai hết trơn. Cái bà mới nghĩ ủa không lẽ mình nghe lầm ở đâu vậy trời. Xong cái bà mới cúi xuống để mà bà nấu nước lèo đó tiếp. Thì lúc mà cúi xuống cái bà nghe tiếp. Chị ơi chị, em đói quá. Em đói quá chị ơi, chị cho em hả là miếng đồ ăn đi, em đói em khát lắm chị ơi. Thì lúc đó bà Bảy lại ngước lên nữa, nhìn ra không thấy các bạn, cho nên đó là bà đi hẳn ra ngoài. Bà đi hẳn ra ngoài đường để đứng nhìn giáo giác vậy nè, đâu thấy ai đâu. Cái bà nghĩ ủa kỳ trời, rõ ràng mình nghe mà ta. Xong cái bà lại đi vô. Thì khi mà đi vô bà đứng bà nêm tiếp vậy đó ha, cái bà mới nghe tiếp. Lần này nói vậy nè, chị ơi em đứng đây nè chị,
Em đứng đây nè chị ơi, ngay hàng rào nè. Chị ơi, em đứng đây nè chị ơi, chị làm ơn, chị nấu gì vậy cho em ăn miếng đi, em đói em khát quá chị ơi. Thì lúc đó bà Bảy ngước lên, tại vì nghe nói là đứng ngay hàng rào, cho nên đó là bà Bảy nhìn lại thẳng ngay chỗ hàng rào, mà trong khi mới nãy là cũng có nhìn ngay chỗ hàng rào mà có thấy đâu. Mà bây giờ nhìn lại thì thấy các bạn, thì thấy cái bà đó y như là cái chú xe ôm nhìn thấy vậy đó, là đầu tóc bù xù, mặt mày máu me không, còn cái phần bụng á là nó dẹp lép, nó lòi ruột lòi gan ra ngoài, nhìn ghê lắm. Lúc mà bà Bảy nhìn thấy là tay chân tê cứng ngắc luôn các bạn, không thể nào nhúc nhích được luôn. Xong cái bà Bảy sợ quá mà không biết phải làm sao, tại vì mình mẩy tay chân cầm cái giá trên tay rồi đâu có làm gì được. Thành ra bà Bảy mới nhắm mắt lại, bà Bảy mới nói rằng là em ơi em, tại bà Bảy cũng lớn tuổi rồi nha các bạn, em ơi em, em ơi em đừng nhát chị sợ lắm em ơi, chị sợ lắm. Được rồi, có gì chút xíu á, chị cho em hả, chị cúng cho em tô hủ tiếu. Thôi thôi em đừng nhát chị nha, mà sao em chết rồi thì em đi siêu thoát đi, sao em lang thang vậy á, là đói khát lắm em ơi. Thì sau khi mà bà Bảy nói trong bụng nha các bạn, là nghĩ trong bụng xong là tự nhiên tay chân mềm lại bình thường. Lúc này bà Bảy mới mở mắt ra, nhìn lại thì không thấy nữa. Thì sau đó là cho tới khi mà nấu xong á, thì bà Bảy có làm một tô hủ tiếu với lại một ly cà phê, rồi đem ra ngoài đó để mà cúng các bạn. Thì sau khi chuyện đó xảy ra ha, thì bà Bảy cũng nói với mọi người, lúc này là người dân trong xóm là hầu như nhà nào cũng bị gõ cửa cả. Rồi những người qua đường á, là người ta cũng thấy, coi như là thấy bả nhát này nọ, rồi hả là gõ cửa xin từng nhà đồ ăn đồ uống các bạn. Cho nên đó là mọi người mới nói rằng là bả mất cũng tội nghiệp, chắc là hả dông bả không có về nhà được vậy đó. Thì thôi bây giờ mọi người quyết định á, là sẽ hùn tiền lại để mà làm cho bả một cái miếu gần ngay cái chỗ mà bả mất á, thì làm cho bả một cái miếu để mà cho bả có cái chỗ mà bả ở. Xong rồi mọi người cúng hay là thắp nhang gì đó thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn, bả cũng sẽ dễ dàng bả hưởng hơn. Thì trong cái lúc mà mọi người bàn thì nhất trí với nhau là người hụng nhiêu nhiêu để mà làm cái miếu vậy ha. Cho tới khi bà chưa có kịp làm đâu các bạn, ngay cái ngày 13 tháng 8 âm lịch á, là mọi người thấy mấy đứa con của bà này xuống, đi với lại là bốn vị sư thầy. Khi mà xuống ha, là có luôn cái anh con trai mà bị gãy chân xuống nữa các bạn. Cái lúc mà xuống để mà cúng rước vong á, thì dân chúng ở đó người ta ra, người ta coi rất là nhiều. Thì lúc này mọi người mới hỏi rằng, mọi người mới nói rằng là trời ơi sao mà hả tụi con, tại vì mấy người này cũng nhỏ tuổi các bạn, nói sao tụi con á là biết mà tụi con xuống vậy. Hả trời ơi tụi con biết không, má tụi con á hả là coi như là trong suốt cái thời gian gần tháng trời nay á, tháng trời nay là bả đi từng nhà, bả đi từng nhà, bả gõ cửa từng nhà để mà xin đồ ăn, xin đồ uống, bả nói tội nghiệp lắm tụi con. Thì lúc đó là mấy đứa con khóc quá trời luôn. Xong rồi cái anh con trai á, cái anh con trai mà chở mẹ của mình mà gặp tai nạn đó, thì ảnh kể là cái ngày hôm xảy ra tai nạn á là con chở má con đi chùa. Con chở má con đi chùa xong rồi trên đường đi chùa về nhà của anh này là ở Phú Tân nha các bạn, Phú Tân An Giang. Thì trên đường đi về á, là má con nói là má con bị đau bụng. Má bị đau bụng quá, má kêu rằng á, là chạy đi chỗ nhà thuốc á, rồi mua thuốc rồi chạy về nhà gấp. Cho nên nó là khi mà nghe má bị đau bụng vậy đó thì con cũng nóng ruột, thành ra là con mới chạy nhanh. Mà ai dè chạy nhanh đã xảy ra tai nạn như vậy đó. Thì tụi con cũng đâu biết đâu, cứ nghĩ rằng á, là khi mà mất thì đưa xác về thì vong hồn má tụi con sẽ về nhà. Là gia đình không ai biết hết trơn á. Thì mọi người mới hỏi vậy tại sao tụi con biết mà hôm nay tụi con mới xuống. Thì lúc đó đó là cái người chị của anh đó là chị hai, là do là ba của mấy người này đã mất rất là lâu rồi. Thì hôm đó cái chị này á, là ngủ mà nằm mơ các bạn. Trong giấc mơ đó là chị thấy ba chị về nói với lại chị rằng á, là con ơi con, tụi con đi ra ngoài đó, ngoài cái chỗ mà má bay gặp tai nạn á, tụi con rước má bay về đi, chứ hả bả đi lang thang tội nghiệp bả lắm, ba thấy ba chịu không nổi, tụi con ơi tụi con đi rước má tụi con về đi. Thì lúc này chị này mới giật mình thức dậy các bạn, đổ mồ hôi rất là nhiều, hoang mang sáng kể lại cho mấy người em, cho hả là gia đình dòng họ nghe.
Thì lúc đó là mọi người mới đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy thì ông thầy cũng nói rằng là vong của bà là vẫn lang thang cái chỗ đó, bà không có biết đường về. Cho nên là mọi người đã lên chùa để mà nhờ sư thầy xuống để mà rước vong bà về các bạn. Thì sau khi mà rước vong xong ha, là từ đó về sau mọi người không ai còn nhìn thấy cái bà đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do chú Tư của bạn á, là đã trải qua, đã chứng kiến, nghe rất là nhiều người nói và kể lại cho gia đình bạn nghe. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy thương, thấy tội nghiệp các bạn ha. Khi mà Thi đọc những cái đoạn mà bà xin thức ăn với lại thức uống rồi đó, là tự nhiên Thi cảm thấy nhói lòng vô cùng, các bạn tội nghiệp quá, lang thang không có biết đường về. Cho nên là thí dụ như gia đình nào mà có người gặp tai nạn mà mất ngoài đường á, thì mình nên rước vong các bạn ha. Mình rước vong á là cho người thân của mình về. Tại vì nhiều khi á là bị tai nạn ngoài đường, chết đường chết chợ á là không có biết đường về đó các bạn. Thí dụ như là cái vong người ta khôn á thì người ta mới biết đường người ta về. Còn nếu mà vong mà dại á, hoặc là bị tai nạn quá đau đớn, người ta hết hồn á các bạn. Cho nên đó là người ta sẽ quên luôn cái đường về luôn. Thành ra là khi mà nhà mình mà lỡ có người nào mà gặp tai nạn ngoài đường á, thì mình nên rước vong ha. Với lại á, là mình cũng đừng nên chạy xe mà nhanh quá. Tại vì nếu mà mình chạy nhanh quá là lỡ có chuyện gì á, là tội nghiệp dữ lắm các bạn. Giống như cái anh này, ảnh nghe má ảnh bị đau bụng mà ảnh đã chạy nhanh. Thì khi chạy nhanh xảy ra cái tai nạn bất ngờ như vậy á, thì sẽ để lại một cái đau lòng, một cái tổn thương, đau khổ suốt cả đời luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì thiệt tình với các bạn, Thi á Thi là cái đầu của Thi nó phong phú dữ lắm. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện đầu Thi thấy đau lòng. Nhưng mà riêng cái câu chuyện thứ hai này á, là Thi nói thiệt với các bạn là Thi cười mà Thi cười gọi là rớt hàm luôn. Hôm trước Thi đọc lúc 3 giờ mấy sáng á, tính là hôm qua kể, nhưng mà do hôm qua mất công chuyện cho nên không có kể chuyện được. Mà khi mà Thi đọc phải là Thi nằm Thi cười. Các bạn, anh Di á, là ổng ngủ sớm, ổng ngủ trước Thi, ổng nghe Thi cười, ổng giật mình thức dậy, ổng nhìn thấy Thi, ổng tưởng Thi coi phim hài, cái ổng chửi Thi khùng. Mà thiệt tình đó là Thi phải ráng Thi kiềm chế, mà khi mà Thi nằm Thi xoay cái lưng, mà cái lưng cái vai của Thi nó cười mà giật giật luôn. Mà thí dụ Thi kể mà Thi kiềm chế không được, các bạn thông cảm cho Thi nghe, tại vì đầu óc của Thi rất là phong phú. Cho nên đó là khi mà Thi đọc tới cái đoạn nào là Thi có thể nhìn thấy được trước mặt luôn, giống như là nó xảy ra trước mặt Thi á. Thi không thể nào mà Thi nín cười được luôn á các bạn. Thì câu chuyện này á là cũng do chú Tư của bạn kể lại. Câu chuyện này cũng mới xảy ra cách đây mấy năm trước, là cũng xảy ra ở khu vực của nhà bà Út luôn. Lúc đó là chú Tư cũng đi là làm lúa ha. Thì cái người con rể của bà Bảy mới nãy đó, bà Bảy mới nãy mà bán hủ tiếu bán cà phê đó các bạn, thì người con rể của bà là anh này, anh tên là Hưng. Thì anh Hưng này á, thì nói chung cũng bình thường các bạn, do là mấy chú là bình thường ban ngày làm lúa thì cũng cực, cho nên nó là cứ chiều chiều tới tối là hay rủ nhau để mà nhậu dữ lắm. Thì cái lúc mà nhậu là cũng có rủ anh em ở trong xóm đến để mà nhậu chung. Thì chú Tư kể rằng hôm đó là mọi người nhậu rất là vui, là có cái anh Hưng này luôn. Thì khi mà nhậu á là anh Hưng này ảnh mới mắc tiểu, cho nên á là ảnh có đi ra phía mé bờ sông ngay chỗ mấy cây tràm á để mà ảnh tiểu ngoài đó. Xong rồi ảnh vô ảnh nhậu cũng bình thường. Thì cho tới tầm khoảng 9 giờ á là bắt đầu giãn tuồng, cho nên á là mỗi người người nào về nhà người đó để mà ngủ ha. Thì anh Hưng này ảnh cũng về nhà, ảnh á là ảnh ở chung với lại bà Bảy. Thì ảnh cũng có vợ và có đứa con gái ha. Thì khi mà về là ảnh cũng tắm rửa xong ảnh ăn cơm. Ăn cơm xong cái ảnh mới lên ảnh ngủ. Thì ảnh là ảnh ngủ chung với vợ ảnh, còn bà Bảy là ngủ chung với lại con gái của hai người. Thì do là bà Bảy sáng á, bà bán cà phê, bán đồ ăn sáng, cho nên đó là khi mà sáng bà dậy thì vợ của anh Hưng cũng dậy theo để mà phụ má mình làm đồ ăn ha. Thì anh Hưng á là ảnh nằm ở trong buồng á, ảnh ngủ. Thì cái lúc mà chị này dậy là chị cũng không có để ý tới ảnh đâu, tại vì bình thường ảnh ngủ rồi tới hả 5-6 giờ là ảnh dậy rồi. Thì chị này chỉ dậy xong cái chị cũng đi ra ngoài, chị hoàn toàn không để ý tới anh Hưng nha. Cho tới lúc mà 6 giờ á là con bé con của anh Hưng, nó tên là Nhi, thì con bé này nó dậy để mà nó đi học các bạn.
Thì cái lúc mà nó dậy á, nó đi ngang qua cái buồng của ba mẹ nó thì nó mới nghe tiếng anh Hưng nảnh rên rên hư hư trong đó vậy đó. Thì nó nghe thì nó mới nghĩ, ủa sao tiếng của ba mình rên vậy ta, ba mình bị gì vậy ta. Cái nó mới vô, nó vô để mà nó coi ba mình bị cái gì. Thì khi mà vô á là nó thấy anh Hưng nó hết hồn nó hết hồn, nó mới chạy ra trước, nó kêu má nó, nó kêu mẹ ơi, mẹ vô mẹ coi ba bị gì kìa, ba bị gì thấy ghê lắm. Cái hả là vợ của anh Hưng mới chạy vô. Thì khi mà vợ anh chạy vô á là vợ anh thấy rằng nha, cái mặt của anh Hưng á sưng lên, hai cái gò má các bạn sưng lên, mà cái mỏ nha, cái mỏ nó sưng mà nó không phải là sưng bình thường đâu, nó không phải là sưng bình thường mà nó sưng mà nó dài ra vậy nè, nó dài ra, nó dài thòn ra vậy đó, nó sưng dài ra. Thì chị này mới hết hồn, nó trời ơi anh bị sao vậy, anh bị sao vậy anh. Thì lúc này á anh Hưng á anh mới nhìn vợ ảnh, anh đâu nói được đâu, do là mặt mày miệng được sưng vậy không nói được, cho nên á là ảnh mới giống như ảnh ra cái tín hiệu bằng mắt đó các bạn, ảnh mới nhìn xuống, ảnh lấy cái tay anh ráng chỉ xuống dưới phần dưới. Thì chị này á là chỉ nãy giờ là do lo là nhìn cái mặt không à, thành ra là đâu có để ý tới dưới đâu. Cái chị hỏi sao cái gì, cái chị mới rờ xuống thì khi mà chị rờ xuống một cái á là chị do là ảnh đau quá cho nên ảnh ráng là lấy cái tay anh đẩy cái tay của chị vợ ra. Thì khi mà anh đẩy ra thì chị nói anh bị thì sao để em coi. Xong cái chị mới hả là kéo cái quần xuống các bạn. Thì cái lúc mà kéo cái quần xuống là chị thấy một cái hết hồn cái luôn, cái chị mới quảng hốt, chị cũng không biết là cái gì, cho nên chị mới chạy ra, chị mới kêu bà Bảy ở ngoài, nó má ơi trời anh Hưng bị gì kìa, má vô má coi. Thì lúc đó đó là chú Tư của bạn nè, rồi mấy chú ở trong xóm, là do buổi sáng mà các bạn mọi người đang ngồi ăn sáng, đang uống cà phê ở đằng trước, thì nghe chị này chỉ la quá cho nên mọi người không biết chuyện gì, thì chị nói trời mọi người vô coi chồng em bị gì. Thì khi mà vô coi á là chú Tư nói rằng nha, cái phần cái con sô cô của anh này á là nó bự y như là nguyên một cái trái cà tím, mà trái cà tím lớn á các bạn. Còn hai cái trứng cút của ảnh á là nó bự y như là hai cái chén, mà chú Tư nói rằng nha là nó bóng lưỡng lên luôn nó bự như hai cái chén mà nó bóng lưỡng lên vậy đó. Rồi cái phần cái miệng của anh này nó nhọn ra đến nỗi mà chú Tư nói mình lấy hai cái nồi mà mình treo vô còn được đó, nó nhọn vậy đó. Thì lúc đó là mọi người mới hoang mang, hỏi cái gì vậy, trời ơi thằng Hưng nó bị cái gì vậy, nó bị cái gì vậy nè. Mà hỏi ảnh đâu có trả lời được, tại vì cái mỏ anh sưng quá anh không có nói được. Thì lúc đó hả là hoang mang cả lên, thì chị vợ mới hỏi chú Tư với lại hả là mấy chú kia, hỏi rằng hồi hôm á là hả mấy ông nhậu cái gì vậy, trời ơi hôm qua hả là ổng đi nhậu bình thường, về bình thường hả, là mấy ông ăn cái gì, rồi hả là nhiều khi dị ứng không. Thì lúc đó chú Tư nói trời ơi hôm qua tụi tao nhậu cá lóc nướng với lại hả mấy cái cốc ổi mấy ghim với lại rượu thôi, đâu có gì đâu, mấy tụi tao đứa nào đâu bị gì đâu, có thằng chồng mày bị à, ai biết đâu đó. Thì lúc đó ha bà Bảy bả nhìn bả nhìn cái bả cũng suy nghĩ, bả suy nghĩ cái bả mới kêu bé Nhi á là kêu con chạy qua, con kêu cậu hai, kêu cậu hai qua đây chở bà ngoại lên ông ba. Ông ba này á là anh bà con của bà Bảy nha các bạn. Thì lúc đó là bé Nhi nó cũng chạy đi. Thì khi nó chạy đi á là cậu hai nó mới chạy qua chở bà Bảy đi lên. Khi mà đi lên á là nói cho ông ba nghe, ông ba nãy trên ba chút nha, ông ba là thầy pháp nha các bạn. Thì khi mà lên á là nói thì ông ba ổng bấm tay rồi nè, xong cái ổng mới nói với là bà Bảy nó thằng quỷ hả, nó xúc phạm người ta, nó chửi người ta, rồi hả là nó xúc phạm nhà cửa của người ta hả, nó đá vô nhà vô cửa người ta đó. Bây giờ hả mày về á mày làm mâm cơm, rồi á là mua thêm 5 chén chè đậu trắng á các bạn, đi cúng cho nó đi hả, đem ra ngay chỗ mà mé sông, ngay chỗ mấy cây tràm á là cúng cho nó đi, chứ để vậy á nó không ăn uống, không có đi đứng gì được đâu, không có đá gì được đâu. Thì lúc đó là bà Bảy mới tức tốc đi về. Thì khi mà bà Bảy đi về á là cũng nấu mâm cơm, rồi cũng mua thêm 5 chén chè đậu trắng, xong cái hả là cũng hả hỏi hỏi anh Hưng nè, thì anh Hưng cũng chỉ thôi chứ không nói được là hỏi cái chỗ nào. Xong cái hả là mọi người đi ra ngoài đó cúng. Thì khi mà cúng xong á là bắt đầu khoảng tiếng sau là bắt đầu sẹp lại hết,
là cái mặt ảnh trở lại bình thường, cái mỏ không còn sưng dài nữa, và cái phần ở dưới sơ kêu với lại trứng cút là bắt đầu nó xẹp bình thường trở lại. thì các bạn biết đó, là khi mà bình thường lại rồi á, lúc đó là mọi người vẫn còn đó, chú Tư của bạn vẫn còn ở đó, mà chú Tư đó trời ơi, khi mà nhìn thấy nó sưng chú Tư bắt cười muốn chết luôn á, nhưng mà không có dám cười, tại vì sợ rằng trời người ta đang đau đớn mà mình cười mất công người ta chửi, cho nên phải ráng ém cười dữ lắm. Thì cho tới khi mà lành hẳn rồi, không còn đau nhức nữa, không còn sưng nữa đó, thì mọi người mới hỏi rằng á là Hưng mày làm cái gì mà mày bị vậy. Thì anh Hưng này anh mới kể lại, anh nói rằng á là hôm qua là trong cái lúc nhậu á là anh mới mắc tiểu, thì anh mới đi ra ngoài bé sông chỗ mấy cây tràm á là anh đứng anh tiểu, thì khi mà anh vừa giặt ra là anh mới nhìn xuống, anh thấy là có 5 con chuột, mà con chuột xạ các bạn, là 5 con chuột, 1 con lớn và 4 con nhỏ. Thì 5 con này á là cái con lớn đi trước rồi hả, là 4 cái con nhỏ nó cắn đuôi, giống như là nó nói đuôi nhau các bạn, là nó mới đi vô trong một cái hang, là hè nhà của nó. Thì khi mà ảnh thấy, do là lúc đó ảnh cũng có hơi men, cho nên nó là ảnh thấy cái ảnh mới đái vô trong cái hang nhà của hả là đám chuột xạ này. Thì cái lúc mà ảnh đái vô, mà ảnh vừa đái vừa rưới rưới, các bạn tưởng tượng là ảnh rưới 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 vậy nè. Rồi cái ảnh mới hả chửi, ảnh nói hả đồ cái quỷ hả, đồ cái lũ chuột hả, hả tao ghét tụi bay lắm, tao ghét tụi bay lắm nha, cái mỏ tụi bay hả là nhọn quắc à, tao ghét tụi bay lắm. Xong cái ảnh vừa đái vừa rưới 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 vô trong cái hang chuột đó. Thì sau khi mà đi tiểu xong rồi thì anh này mới vô nhậu tiếp, thì cũng bình thường không có gì hết, cho tới cái lúc mà ảnh về nhà xong cái ảnh ăn cơm rồi đi tắm rồi đi ngủ cũng bình thường. Ảnh kể rằng là khi mà ảnh ngủ là ảnh ngủ được một giấc luôn, ngủ rất là ngon, cho tới khi tự nhiên ảnh cảm thấy mắc tiểu quá, cho nên đó là ảnh mới giật mình thức dậy. Khi mà ảnh giật mình thức dậy á là ảnh tính ngồi dậy đi tiểu, nhưng mà tự nhiên ảnh thấy tay chân mình cứ ngắt, thì ảnh mới dòm xuống vậy nè, thì ảnh thấy có 4 đứa con nít các bạn, 2 đứa là nó ôm 2 chân của anh, 2 đứa nó ôm 2 tay, nó ôm cứ ngắt luôn. Thì ảnh mới suy nghĩ trong bụng, nói trời ơi, mấy đứa này là ai vậy, mấy đứa này là ai, mà nghĩ thôi nha chứ không có nói được nha. Thì anh nhìn xuống anh nghĩ trời ơi, mấy đứa này là ai vậy, sao mà nó ôm chân ôm tay mình cứ ngắt vậy nè. Thì trong cái lúc đang hoang mang, đang không biết phải làm sao đó, thì ảnh thấy có một người đàn bà, người này mới bước vô trong phòng, vô trong buồng á. Thì người này bước vô nha, xong cái người này đứng chống nạnh vậy nè, người này chửi ảnh, ê cái thằng mất dạy kia hả, mẹ con tao á là làm gì mày, mẹ con tao làm gì mày mà hả mày ghét mẹ con tao, mẹ con tao đâu có ăn lúa nhà mày đâu, tự nhiên mày ghét mẹ con tao là sao, mẹ con tao cái mỏ có nhọn á là cũng kệ mẹ con tao đó, là cái bà đó nói vậy hả, mày hả mày mất dạy lắm, tự nhiên hả mày đá vô nhà mẹ con tao rồi mày chửi, rồi mắc gì mày ghét mẹ con tao đâu có làm gì mày đâu mà mày ghét. Xong hả bắt đầu lợi nha, lợi bả lợi gần nha các bạn, bả lợi gần cái bả nói hả hả để tao giả vô mặt mày nè, tao giả vô cái mỏ mày nè, mày dám nói mẹ con tao hả mỏ nhọn hả, tao giả vô mặt mày, tao giả vô mỏ cho mày hả là khỏi ăn khỏi uống gì luôn. Thì lúc đó bả lợi bả giả 2 cái vô mặt, bóp bóp, xong bên đây giả bóp bóp, rồi cái miệng các bạn, bả giả một cái bóp vô cái miệng của anh Hưng này một cái, xong cái hả là bả mới nhìn xuống dưới xuống dưới phòng chỉ huy của ảnh, bả mới nói hả mày hả mất dạy lắm, mày đái vô trong nhà của mẹ con tao hả, tao cho mày khỏi đi đái luôn, để coi coi mày có đi đái được hay không. Cái bà mới đi xuống ha, bà kéo cái quần xuống, bà kéo cái quần xuống, ảnh nói rằng á là bà tán nha các bạn, bà tán vô sơ kêu của ảnh á là bà tán bóp bóp một cái, rồi tới phần trứng cút á là bà búng nha, bà búng bên đây. Xin lỗi các bạn, thầy không có nghĩa không kiềm chế được, là bả búng cho các bạn, bả tán vô sơ cưu, xong cái hả là bả búng bên đây búng một cái, xong mình chứng bên đây búng một cái. Cái bả búng xong cứ nói hả đó đó tao thách mày hả, ngày mai tao coi coi mày có đi đái được hay không. Xong cái bả nói xong là bả kêu 4 đứa con của bả là đi. Khi mà 5 mẹ con đi ra khỏi phòng rồi ha, là anh này mặc dầu là 5 mẹ con này đã đi rồi, nhưng mà mình mấy anh này vẫn cứng ngắc, không cử động được các bạn, cứng ngắc cứng còng luôn. Thì sau đó hả là ảnh đau nhức quá, cái ảnh rên
anh rên anh rên cho tới khi mà bé Nhi nó phát hiện, nó chạy vô nó thấy mặt mày anh sưng chù dù lên, thì nó kêu má nó vô. Thì lúc mà vợ anh vô rồi thì lúc đó đó là anh mới nhúc nhích được, chứ ngoài ra từ cái lúc mà năm mẹ con đi rồi thì anh không có nhúc nhích được các bạn. Thì khi mà anh kể lại cho mọi người nghe đó, trời ơi lúc đó mọi người cười khi mà nghe, tại vì Thi kể là Thi đã tiết chế rồi, Thi dùng sơ kêu với lại dùng chứng cút rồi á, chứ hả anh này anh kể là thô hơn hả, là giống như là dân giả hơn nhiều các bạn. Thi đọc và Thi chịu không nổi luôn. Thì sau khi kể á là mọi người cười quá trời cười luôn. Anh này thì anh quê, từ đó về sau là không bao giờ dám đi tiểu bày nữa. Thì đây là cái câu chuyện á mà do chú Tư của bạn kể lại. Bạn kể rằng á là trời ơi cái lúc mà chú Tư kể lại cho gia đình của em nghe, mọi người trong nhà cũng cười, coi như là ai cũng cười rớt qua hàm, kể cả Thi. Tại vì Thi là đầu óc Thi phong phú lắm các bạn, khi mà Thi thấy cái gì là coi như Thi thấy hiện trước mặt luôn, cho nên đó là từng cái tình tiết giả bóp bóp hay là búng gì đó là Thi có thể tưởng tượng ra trước mặt luôn. Thôi đó, thì hôm nay là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi xin lỗi các bạn rất là nhiều, trời mặt mày đỏ luôn hả. Thi không có kiềm chế được, Thi vậy là Thi đã kiềm chế dữ lắm rồi các bạn chứ hả, là hôm qua giờ Thi nghĩ là Thi bắt cười hoài luôn vậy đó. Cho nên đó là khi mà nghe cái câu chuyện này là mình nên đừng có đi tiểu đường các bạn ha. Thí dụ như chỗ nào mình cần đi á thì mình xin người ta trước, với lại mình cũng đừng vô cớ mình chửi người ta. Các bạn nghĩ đi, tự nhiên ở đâu tự nhiên vô nhào vô chửi mình mỏ nhọn rồi ghét mình trong khi mình không làm gì hết trơn á, tự nhiên chửi, gặp mình cũng tức chứ huống gì gia đình nhà chuột này các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1110. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.